Chào đi, chào đi. Satoshi đang ở Osaka Umeda. Ở đây rất là nhiều like đó, to kinh khủng luôn. Bây giờ số 6 này, số 5 này, số 4 này, số 3 này, số 2 này. Mình đến cái line số 2 đi hăng kêu, động lắm. À, tàu đang đợi vậy thôi kìa. To dễ sợ sao thế ha. Nó dài từ đầu kia luôn sao kìa. Mada. Hả? Nhiều hả? Nó lui lại hả? Đây, mình lấy cái con hình. Đó. Nhiều tàu quá ha. Hả? Sao đang đợi tàu á. Đi chỗ này hơi rắc rối. Rồi nha, sao tôi sẽ bắt được xe bus đi. Đi lên cái onsen rồi. Satoshi đến nơi rồi. Địa điểm Satoshi đến chính là Arima Onsen. Một chặng đường rất là dài. Yeah, sao chào đi. Chào chào. Đây thôi, bây giờ mình đến cái Arima Onsen. Núi bao quanh. Mình đến nơi rồi sao tôi chưa? Đến nơi rồi mà mình không biết. Đó, cô. Rồi sao tôi sẽ đứng lại mấy mi này, sao giờ nhe coi. Yeah. Đến rồi, mọi người đang ngắm nè, bây giờ mình đi tìm chỗ coi. Sao tôi sẽ sao coi coi, sao đi coi, sao vô coi. Tìm mất mệt, cái cổng đây là cổng của Kim này. Kim là ở đây nè. Cổng lớn, một người là 650 yên. Đó, là Kim. Bây giờ mình đi thẳng xem thử. Đường lên đinh đỉnh. Đồ ăn ở đây tha hồ luôn. Đó, quá dữ bóng luôn. Satoshi phải đi lên cái bậc thang này cao quá, trời ơi. Làm sao mà đi được đây? Wow. Từ cầu thang đi lên. Rồi mình rẽ trái xong vô qua cái đường hẻm này. Đường này. Nhìn dưới cái cung đường kìa Satoshi. Không, mình đừng đi xuống đây Satoshi à, phải đi lên đi này.
đi thẳng lên trên này đó. À, có cái đường hướng dẫn là Gin no Yu. Vòi uống nước kìa. Sao taxi có uống nước không kìa? Chạy đi này, ngắn đi. Rồi đây có cái ông gì này đó. Yeah, cái tàu sao yeah đi. Yeah. Tôi xin đã đến được Gin no Yu rồi. Và wow, bảng giá ở đây người lớn là 550 yên. Rẻ hơn nữa. Kim là 550 yên mà kim là 650 yên. Trên nhau 100 yên. Có wifi nữa. Là thổi tiếng trên thủ. Ở dây vào rồi giờ Satoshi bỏ tiền vào 100 yên. Lát nữa nó người ta sẽ trả lại, mình mở ra thì trả lại, bây giờ khóa lại đi. Rồi bỏ lại thêm lần nữa đi. Đúng rồi, ok, khóa lại. Rồi, được rồi, xong được rồi Satoshi à. Mình bỏ tiền vào mình mua này. Ikimaze trừ, bỏ một phiếu thôi, phải bỏ từ từ thôi. Dạ, Satoshi đã tắm xong onsen Gin no Yu và Gin no Yu. À, yo sang đúng không? No, kochi. À, koko yo sang desu ne. Hai, ok. À, ở đây là một cái lò để tạo cái onsen luôn á. Hơi nước nóng o yu ở đây nè. À, koko ngâm chân hả? Yes, hả? Đây. Ok, Satoshi kochi. Hết Satoshi nè, Satoshi mặc bộ đồ ngâm chân đi. Satoshi go, Satoshi ngâm chân này ha. Thì tắm đã ha, chỗ này được ngâm chân miễn phí đó. Đây có rất là nhiều thứ này, lạ này. À đây bán soba. Còn đây là quả sung nhật này. Cái quả sung nhật này một phần như vậy 650g này. Quà của Kobe rất là ngon. Đồ ăn bánh kẹo Kobe cực kỳ ngon luôn á. Đó, có rất là nhiều loại. Cái này lúc nãy mà được một cái chị bạn người Nhật giới thiệu là một cái phần mà rất là nổi tiếng và mọi người thường hay mua. Đó. Có 3 màu. Đây là khu vực quà lưu niệm bánh kẹo mọi người sẽ mua về. Gia đình đang ở ngay Arima Onsen, một địa điểm nổi tiếng ở Kobe. À Satoshi hả? Kore nani? Chotto matte, mamma mite ru ne. Yeah, so để sao mình có nhiều rồi mà. Thì cũng có nha. Wow, nhiều thứ lắm, ở đây có nhiều thứ lắm. Mời hay. Cái phần này á, một cái chị bạn Nhật giải thích là nó chỉ có một loại thôi, nó cùng với loại này. Còn cái loại này á, là nó có nhiều loại bên trong. Hay. Và một cái phần lớn như vậy. Kore ikura? Kore cái này là the same flavor, just only one flavor, vanilla flavor. Wow, so cute. Yeah, Satoshi hả? Satoshi đâu cơ? Yeah. Đâu rồi, cái này là 200. Ở đây có một cô Begu ramen này, Satoshi này. Mua này về cho papa ăn này. Đó, còn cái này là gì Satoshi? Cái này là soju. Cũng là Kobe Gyu nhưng soju ramen. Có rất là nhiều loại lắm á. Ờ, đã ha. Mẹ này nè. Sao mới thế? Sao đi đụng vào đi? Đó, đúng rồi, yeah. Chào tất cả. Đi cười. Xếp tay ở trong đây.
Sách Uki. Yo. Hai. Yeah, sao cho ăn đi, sao tao đi cho ăn đi. Wow, ok, sugoi ok. Yeah.